thêm một phần cà rìa. Chanh nha, bây giờ nặn chanh vô muối, muối ớt để mình chấm với lại cái cà rìa. Hôm nay mình ghé đây dùng ăn lẩu dê với lại cà rìa. Mình cho là ngon nhất. Con mà lấy gì? Gấp. Quán ăn Lệ Dung về 7 món. Số 5 Hồ Dân Hương, Chi Lăng, thành phố Đà Lạt. Quán có chiếc phép bar rất là đẹp. Camel Villa. Nhà hàng Dê Lệ Dung. Số 5 Hồ Xuân Hương, phường 9 Đà Lạt. Có số điện thoại đi luôn. Đây là khô dê. Ăn vô đi, dê đi. Có con dê ngồi đây hả? Thì quán này mình bây giờ mình quay lại là cách đây là 2 năm. Lần trước là mình ăn liên tục luôn, mấy ngày, ngày nào tới ăn ghê. Ăn 3 ngày mà liên tục luôn, ăn 3 ngày liên tục luôn. Ăn lẩu dê thì phải có chao để chấm dê thôi. Chao nè, chao cổ sa tế nè. Ở đây là tỏi, chua, mì, đậu hũ. Và đây là cái lẩu dê ăn kèm với lại rau. Đó. Súp huyết dê. Đây là kèm theo lẩu luôn hay sao hả? Mình kêu lên. Mình kêu thế cho bạn. Sao ba mẹ đi ăn mà không? Đây là những bạn tham dự vào một cái buổi ăn ở Đà Lạt. Đó là Dê Lệ Dung. Đây ha. Đây thêm một bạn. Bạn này là bạn cầm dài. Bạn này là bạn mỏ dọn. Bạn cầm dài tuổi không dê giờ hôm nay dê đi ăn dê. Đây là bạn bụng bự. À, đang làm nước chấm chào. Nước chấm độc bằng này còn. À, trong đây là có thịt dê đồ các thứ trong đây. Sao cái và chữ dê của bà nó dê dữ vậy? Ở đây là súp huyết dê. Thơm quá. Bác nha. Mấy cục sơ web. Bây giờ mình sẽ ăn súp huyết dê. Súp huyết dê. À đây. Đây. Dạ, cái bộ neo đẹp dữ à. Lên có bộ neo đẹp dữ. Và mỏ nhọn nó đang ăn tàu hủ cây chiên giò. Rất là ngon. Đấy. Đây là sớt ra cho bạn mọi người. Có vừa nhé. À, rồi bây giờ lại sớt ra một cái chén cho người khác nữa đấy. Rồi cho con nè. Ba ăn đi, ba đưa chén vào đây. Lấy cái muỗng này ba. Lấy cái muỗng này. Lẩu bắt đầu sôi nha, xong mình để rau vào ha. Nước chấm mình có sẵn nè, mình đem ra. Quá. Chấm với lại thịt dê. Đây. Cái mùi dê nó nồng nàn quá các bạn. Cái này cho con đi. Cái mùi dê là cái mùi đặc biệt á. Nó rất là hăng 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 hăng. Đó là mùi dê.
nghe rất là sư phụ luôn, sư phụ dê. Yeah, rồi, cắm vô. Yeah. 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 Mình thì mình rất là thích ăn muối luôn. Vô con nói với chị á, là cho con thêm mấy cục chao đi. Thấy mày đúng là mày đi nói mày. Nè. Chanh nha, bây giờ nặng chanh vô muối, muối ớt để mình chấm với lại cái cà ri dê. Chanh tươi đà lạt. Bên đây một dĩa nữa nè. Không ăn hả? Không ăn hả? Đây là một phần cà ri dê. Đây một phần cà ri dê ăn với bánh mì, chấm muối, ớt. Cảm ơn bé nha. Rồi, lẩu đã xôi. Mình có thể là bỏ rau vào. Rồi cà ri dê. Đây cà ri dê đó. Rồi anh có ăn thì ăn đi. Tại giao dê chấm ha. Cà ri dê quyên tô. Cà ri dê quyên tô. Có chừng rớt nha. Bỏ vô chén. Chén không có nước. Rồi bạn mở nhận lấy dê ăn đi. Cấp cẩn thận nha. Được không? Dê rất là ngon. Bạn mở nhận gấp. Thì đây là đường quốc lộ 27C. Nghe hả? Cho nên là rất là nhiều xe qua lại và nó nghe cái tiếng cầu liên tục luôn. Rồi, và bây giờ nghe cái tiếng cầu. Đây. Đây bánh mì. Đây, mẻ ra nha. Dạ. Đúng cái lỗ này cho để cái đũa xuống. Để rồi đũa xuống. À. Lộ này đi ra tới Khánh Hòa luôn á. Ừ. Đèo Khánh Lê. Ui, đèo Khánh Lê. Rồi để chụp một phát nha. Việt Nam đèo Pha Đin. Hôm nay mình ghé lên Dung. Ăn lẩu dê với lại cà ri dê. Tôi cho là ngon nhất. Hai năm trước, hai năm mình tới. Ăn quá trời. Biết chưa, ở đây rất là mềm, rất là mềm luôn á, thấy nó sức rất là thật, không có cách là nhiều tiêu. Đi phục vụ mà đây, lẩu đã xôi, mì đã được bỏ vào, rau vớt ra, ha, bây giờ mình sẽ chấm chao nè, đỏ chao, chao là xong rồi nha. Chào hết sảy luôn nha. Nè tụi con ăn đi tụi con. Dê này ăn dê xấu xả với mình. Dê xấu xả. Anh có ăn dê xấu xả chưa? Dê xấu xả là xe dê hấp xả đó. Hai bốn mấy đây. Tụi con mà lấy. Gì? Gấp. Đấu ăn đi. Đấu gấp thịt dê ăn đi. Bây giờ mình sẽ gấp một miếng thịt dê nè. Mình sẽ chấm vào chao nha. Đây. Chấm vào chao ngập chao nè. Đây. Chấm ngập chao. Đây mình sẽ chấm vô ngập chao nha các bạn. Tắc vời. Chao nhiều quá ngon. Mình muốn tẩu chua vô ha. Muốn rau đi. Nè, vô. Cho một miếng tẩu chua vô. Ngon lắm. Ngon lắm. Có ăn kiểu. Đó rồi, mày. Mày á.
quá ngon. Một miếng nước lỏng vô rồi. Không hổ danh các bạn. Đây là một miếng lỗ tai dê, đâu nhỏ nhỏ cắn lỗ tai dê ăn rồi. Con không chấm chao sao? Chấm chao vô. Thôi ăn cái này trước đi. Chấm chao vô. Cái đó là sen hay gì? Tao có cái bắp con dê đó. Mình bắp con dê. Nóng. Khi mà mẹ ăn cho con mới đây mà con ăn gì cho ăn một miếng dê vô. Cái bắt đầu là miếng cải xanh đọt á. Chấm vô chao ăn nó nóng. Ba ăn một miếng dê vô và cắn một miếng ớt xanh vô trời. Cà ri kìa. Ớt nó không cay bằng cà ri luôn á. Thiệt, ớt không có cay bằng cà ri luôn á. Cần chấm nhúng vô nha. Còn đây là cái mồi thời lễ của con dê này, ăn vô đây để thôi mà đang dẫm cái mồi này. Cái mồi á. Bộ con chưa đủ dê hay gì mà mẹ bỏ con nguyên chén luôn vậy mẹ. Cái này cái xương dê á. Đây là một cái dựng dê nè. Trong đó nó có tủy luôn đúng không nè hả? Dạ đúng rồi ba. Sắc nước đúng không? Dạ đúng rồi. Nào dùng dê nè, đó ăn đi. Còn hút không có ra. Dùng dê nè. Mình pha cái này vô nó mất ngon. Nè, nguyên 1 tỷ luôn nè. Ôi ôi, đã luôn. Ôi ôi, nguyên 1 tỷ luôn. Ôi ôi, ôi ôi, ôi ôi. Ôi chào, ôi chào. Ngon luôn. Đấy, hồng tươi rồi nè. Đấy là hồng tươi rồi. Ôi, ngon. Ngon luôn. Ngon luôn. Cùn. Dây. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.